Em Nhân xin kính chào quý cô chú anh chị. Có cô chú anh chị nào đang quan tâm Cola Cross 2024 không? Thì ngày 6 tây tháng 5 xe sẽ có mặt tại đại lý Toyota An Thành Fukushima. Cola Cross 2024 anh chị mình sẽ có hai sự lựa chọn, đó là bản 1.8V với mức giá là 820 triệu và bản Cola Cross Hybrid với mức giá là 905 triệu. Nếu mà cô chú anh chị nào muốn đặt hàng trước thì liên hệ anh Nhân. Khi nào xe về sẽ giao cho cô chú anh chị mình. Còn nếu lỡ như tới ngày đó anh chị mình thay đổi thì bên em trả cọc lại cho cô chú anh chị mình, không vấn đề gì hết nha, vui vẻ không vào đó. Nhưng mà cái câu chuyện đó thì còn dài, tới 6 tháng 5 lần. Nhưng mà hiện tại em Nhân đang có sẵn một em Cola Cross 2022 bản 1.8V luôn. Em sẽ quay chi tiết cho cô chú anh chị mình coi. Nếu mà anh chị mình chưa đủ tài chính, chưa đủ kinh phí để chúng ta sở hữu Cola Cross 2024, vậy thì Cola Cross 2022 cũng là một sự lựa chọn. Anh chị mình cùng theo em Nhân để coi chi tiết nha. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu ở ngoài cho anh chị mình coi nha. Đó, nước sơn của em này là màu trắng ngọc trai nha cô chú anh chị. Đó, mâm bánh nè là nguyên zin hết nha. Hệ thống đèn như là mặt ga lăng ở trước là chưa bị cấn đụng gì cả nha cô chú anh chị. Nguyên zin hết. Đây, rất là đẹp, màu trắng ngọc trai. Em này thì sản xuất 2022 nha cô chú anh chị. Và biển số em này ở đâu? Đây cũng là một cái cách để mình coi biển số nè anh chị. Chỗ nào mà che biển số rồi đúng không? Nhưng mà mình vô đây mình coi nè. Trên cái tem đăng kiểm là 62A28021. Đó. Đường bộ thì hết rồi anh chị, còn đăng kiểm thì tới tháng 12/2024 anh chị ha. Đó, về chúng ta sang tên thôi, khỏi đăng kiểm lại, nó còn và thông tin nè. Đó. Thông tin anh chị mình coi nha. Tí nữa em sẽ chia sẻ thêm về vấn đề này. Thì cũng xin thưa với cô chú anh chị mình, em này thì bữa giờ cũng ở chỗ em cũng lâu rồi, cũng gọi là xe ế. Vấn đề của em này ngày xưa thì anh chị mình chê cái là biết sao, là giá cao. Thì đúng anh chị, lúc cái thời điểm đó là Cola Cross 2024 chưa có giá, chưa ra mắt, chưa có thông tin gì hết. Thì em này gọi là hàng độc quyền. Ở hàng độc quyền thì giá bên em niêm yết lúc đó là 820 triệu. Đó, thì anh chị mình rất là thích, nhưng mà tài chính mình chưa đủ. Đó, thì hiện nay thì đang giảm sập sàn luôn, gọi là xả lỗ cho anh chị mình để ra đi em đó. Thì anh chị mình có nhu cầu thì chúng ta sở hữu. Giá hiện nay đang rất là mềm nha anh chị, niêm yết là 780 triệu nhưng mà còn giảm nữa cho cô chú anh chị mình. Đó, anh chị nào bữa giờ quan tâm chiếc này mà bữa nghe cái giá chua quá thì coi được cái video này thì liên hệ em Nhân để mình sở hữu nha. Nó cũng giảm xuống khá là nhiều rồi cho anh chị mình đó. Đó, thì như mọi khi thôi, những chiếc này thì cam kết cho cô chú anh chị mình xe không đâm đụng, không ngập nước, không tua đồng hồ, km gì hết nha. Bảo đảm nguyên zin 100% về động cơ và hộp số. Còn nội thất nè, đó, nội thất thì màu đỏ nha anh chị. Màu đỏ thì cái 2024 anh chị cũng có nội thất màu đỏ, nhưng mà đỏ nó thấy ghê quá, ghê. Em thấy không thích cái nội thất đó, chỉ thích nội thất đen hơn. Còn đỏ này nó trầm tính một tí xíu. Cái này là cảm xúc cá nhân và cái sở thích cá nhân nha anh chị. Em không có kiểu như là không có bắt ai phải nghe theo nha. Đó là cảm xúc cá nhân anh chị. Đây, màn hình thì zin hết anh chị ha. Xe thì có dán phim cách nhiệt, có trải sàn sẵn rồi. Đó, ghế nè anh chị. Kiểu đỏ này nó hài hòa, nó không có gây cho chúng ta nó bị chói mắt. Còn cái đỏ mới này không biết là nhiều anh chị mình thích không, mà nó thấy nó đậm quá, nó chói mắt lắm anh chị. Đây, hàng ghế thứ hai. Đó, thoải mái anh chị ha. Xe gầm cao đô thị là cái xe xu hướng hiện nay á. Anh chị mình bây giờ mua xe là chúng ta... Ê, có cái này quay cho cô chú anh chị mình coi nè. Có cặp chim này dễ thương. Hạnh phúc là gia đình hạnh phúc anh chị. Đang đi kiếm ăn. Rồi, quay lại. Cái gầm cao đô thị hiện nay là cái xu hướng mua xe hiện nay của cô chú anh chị mình á. Mấy tháng nay, cũng gần 6 tháng nay là thấy cái xu hướng của cô chú anh chị mình bây giờ mua là đa số là gầm cao đô thị. Tùy kích cỡ nha. Ví dụ như là cỡ nhỏ như là Toyota Rai, cỡ lớn tí xíu như là Yaris Cross, và cỡ lớn hơn ở hạng C là cái Cola Cross này. Còn những cái gầm cao thực thụ, SUV thực thụ như Fortuner hay Ford Everest thì cũng ít anh chị ha. Cũng ít, giờ gầm cao nhưng mà nó phải nhỏ gọn một tí xíu. Rồi, mở cho anh chị mình coi cốp luôn. Thì cũng nói thẳng với anh chị mình biết luôn là cái bản này là cái bản chưa có cốp điện nha. Để anh chị mình nhiều khi mình lại nghĩ là có cốp điện mà lên không có cốp điện, nói thông tin không rõ ràng. Đó, thì thông tin nó rõ ràng với anh chị mình, chưa có cốp điện. Đó, bốn bánh đều zin hết nha anh chị ha. Bản 1.8V màu trắng ngọc trai. Đây, góc sau nè anh chị. Mâm nè, cái mẫu mới không biết là cái mâm nó có giống không, tại vì
hình đa giờ đa số là coi trên mạng thôi anh chị, mỗi hình nó mỗi kiểu, em cũng không biết là cái bản nào chính xác nữa, thật sự cũng hơi khó đó, thì phải đợi xe về thôi. Còn anh chị nào muốn đặt trước thì chúng ta đặt đó, về chúng ta coi xe đó, những cái trang bị tiện nghi giống như em Nhân mô tả hay không, nếu mà thấy thích thì mình lấy, không thích thì mình xin cọc lại, mình hoàn cọc lại, không vấn đề gì hết. Đó là cái sự ưu tiên cho anh chị mình đặt cọc trước anh chị đó, mình ưu tiên được cái đó. Với thứ hai nữa là mình được giao xe sớm anh chị ha. Đó, và hiện nay thì bên em bán đúng giá nha anh chị, 820 triệu, thì lăn bánh Hồ Chí Minh ở tầm khoảng 927 triệu đó, 927 triệu là chúng ta đặt đi, rồi xe về thích thì lấy ấm thịt thôi, cũng đơn giản mà. Quan trọng là anh chị mình được giao xe sớm, lỡ như mà tới đó xe nó hot quá, đẹp quá, nhiều người dành nhau mua, lúc đó lại không có xe giống như Innova Cross hiện nay, nó là dở đó anh chị ha. Đó, còn anh chị nào thích chiếc này thì có sẵn, thoải mái lên đóng đủ tiền công chứng lấy xe về, rút gốc sang tên. Đó, thì sang tên em này thì nếu mà 700 2% thuế thì nó đâu đó tầm khoảng 15 chỉ trong 15 triệu đi. Đó, thì xong em này chắc tầm khoảng cỡ 15 16 triệu là sang tên anh chị ha. Đó, sang tên về chúng ta ra biển ở đâu cũng không quan trọng đâu. À, giờ nó cũng chỉ có khoảng 150 200 ngàn tiền biển mới thôi. Rồi thuế trước bạ thì 2% nhân cái giá xe thì nó sẽ ra cái chi phí sang tên cho anh chị mình. Bây giờ nó cũng dễ ha, không có sợ. Ví dụ như anh chị mình ở Hồ Chí Minh mà sợ mua chiếc này về mà phải tốn tiền 20 triệu tiền biển thì không có ha. Quy định đó cũ rồi, này giờ mới rồi, ở đâu cũng vậy. Đó là xe cũ nha, còn xe mới thì vẫn 20 triệu tiền biển ở Hồ Chí Minh nha anh chị. Đó, 708, anh chị mình thấy sao? Để lại ý kiến của mình đi anh chị. Em rất là tôn trọng quan điểm của cô chú anh chị mình, miễn sao là nó hợp lý, nó không có tục tiểu, nó không có mang cái tính chất gọi là công kích, nhưng mà nó phải có ý nghĩa, nó có lý và nó mang cái tính kiểu như cảm xúc cá nhân của anh chị mình thì ok. Em rất là thích và trân trọng những cái ý kiến đó. Nhiều khi đó là sẽ làm những cái bài học cho em Nhân á. Nhiều khi cái suy nghĩ của em Nhân chưa tới mà anh chị mình dạy cho em Nhân thêm thì em Nhân rất là cảm ơn nha. Chứ em Nhân không chấp nhận những cái comment mà tiêu cực nha anh chị. Ví dụ như là miệt thị hay là tục tiểu hay là kiểu sóc ốc rồi, thì ông thích vậy, kể cả anh chị mình cũng không thích vậy. Đó, thì kiểu như thường mua vừa bán thôi, quay lên đây anh chị nào thích thì mình coi, thích thì mình lên thành sở hữu. Đó, không thích thì chúng ta chờ chiếc sau, có những cái khác em quay cho anh chị mình coi. Còn nếu mà cảm thấy ghét thằng Nhân quá, không muốn coi thằng này thì thôi ẩn nó đi. Đó, nhiều khi cũng đừng có mang cái tích cực gì cho nhau anh chị ha. Còn nếu anh chị mình yêu quý em Nhân thì cho em Nhân một cái đăng ký kênh, cho em Nhân một cái like, đó là cái động lực, cái niềm vui rất là lớn của em Nhân. Đó, hàng ngày sẽ quay video cho anh chị mình coi. Đó, thì thôi, anh chị mình có muốn bán xe, đổi xe hay là mua xe mới gì đó thì liên hệ em Nhân, em Nhân hỗ trợ tư vấn thêm nha. Đó, và ví dụ như em Nhân chưa tốt cái gì hay là những cái thao chưa được thì anh chị mình cứ thẳng thắn góp ý, em Nhân là một người cầu thị sẵn sàng lắng nghe của chú anh chị mình. Vậy nha, em xin chào và hẹn gặp lại của chú anh chị mình.